Trấn Thành, Hari Won có con hay không tôi vẫn yêu cô ấy. Trong tập 11, Trấn Thành và Hari Won dự kiến lấy nước mắt khán giả nhờ những chia sẻ chân thành và ấm áp. Nắm tay vợ, Trấn Thành nói, nếu như Hari Won không có con tôi vẫn yêu thương vì cô ấy là người hiện hữu đang mang hạnh phúc đến cho tôi. Đáp lại giọng ca Hưng Đêm Bê Sa cho biết, cô lúc nào cũng mặc cảm chưa sinh con được cho ông xã, trong khi Trấn Thành lại là con trai duy nhất của bố mẹ. Tuy nhiên, thông qua chương trình, cô đã có những suy nghĩ tích cực hơn. Hiện tại, Hari Won rất muốn sức khỏe ổn định để đón nhận một em bé xinh xắn. Cách đây ít hôm, chuyên gia lớn miệng chia sẻ về kế hoạch có con trong tương lai gần của cặp đôi Trấn Thành và Hari Won. Tuy nhiên, quản lý của CD đã phủ nhận tin này. Được biết, sau đám cưới được tổ chức vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Hari Won sống rất hạnh phúc, lúc nào cũng tươi vui như vợ chồng son. Trong một lần chia sẻ, Trấn Thành cho hay anh muốn có con khi kinh tế ổn định. Về phía Hari Won, cô không bị gia đình chồng đặt nặng về vấn đề sinh con sớm, điều quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của vợ chồng cô. Cũng trong tập 11, khi đàn ông mang bầu, các gia đình phải vượt qua một thử thách liên quan đến việc mua đồ dùng cho bà bầu trước khi sinh, cùng khách mời là kiện tướng Dan Sport Canty. Đối với 6 nghệ sĩ tham gia chương trình, đây là một trải nghiệm rất thú vị để họ chuẩn bị kiến thức vững chắc cho hành trình làm cha mẹ sau này. Tham gia buổi tiệc sau tập 11 của chương trình, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ rất chậm lòng khi thấy người bạn thân của mình nhắc đến chuyện trở thành bố mẹ sau này. Hương Giang bật khóc khi nhắc về mẹ, cô mong tương lai của mình cũng được hạnh phúc cũng như bà mẹ bỉm sữa. Trường Giang cũng mang đến cho người xem giây phút đáng động khi rơi nước mắt. Mình sợ nhất là đêm một ngày vì những sai lầm, mình bước ra sân khấu còn tiếng vỗ tay, đi về không còn khán giả chạy theo. Trường Giang có thể bị tất cả mọi thứ, chỉ trừ khi diễn về không có tiếng vỗ tay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!